Vâng, đúng là iPhone thì nó luôn là một cái tiêu chuẩn gì đó, cho nên là bất kỳ chiếc điện thoại nào ra mình cũng sẽ so sánh với cả iPhone thôi. Ở đây mình đang có là Huawei P40 Pro và iPhone 11 Pro Max. Về lý thuyết thì P40 Pro chưa phải là phiên bản cao cấp nhất của dòng P40 lần này, chúng ta sẽ có một phiên bản là Pro Plus nữa. Tuy nhiên thì nếu mà theo mức giá ấy, có lẽ là chiếc điện thoại này nó sẽ ngang với 11 Pro. Nhưng mà thôi, mình cứ để ở đây để anh em có cái màn hình nó to ngang nhau, chúng ta so sánh, chúng ta nhìn hình ảnh các thứ cho dễ. Còn anh em cứ lưu ý, với giá của iPhone 11 Pro hiện tại là khoảng hơn 27 triệu tại Sephora, hàng chính hãng VNA, đảm bảo về bảo hành các thứ. Còn chiếc P40 Pro này sắp tới vào tháng 4 chúng ta sẽ có chương trình pre-order tại Sephora. Anh em cứ click vào link ở dưới phần mô tả video nhé. Vì đại lý này thì luôn có những cái chương trình ưu đãi về giá và tốt về những cái mặt phần quà tặng thêm nữa. Và nếu anh em đang còn ngần ngại một chút trong cái thời điểm dịch bệnh này thì đừng lo, chúng ta đang có chương trình Covid gây khó, có Sephora lo. Ở mua sắm online, anh em có thể là mua online và nhận đặt hàng tại nhà, có người mang máy đến, có thanh toán COD cũng như là máy quẹt thẻ để anh em thanh toán tại nhà luôn. Còn đi sâu hơn và so sánh chi tiết thì ở ngay ở đây, với hai sản phẩm, một bên là flagship cao cấp nhất của Apple, một bên thì về lý thuyết nó cũng là cao cấp nhất đấy, nó chỉ thua P40 Pro Plus một cái camera phía sau thôi, thì chúng ta sẽ thấy ngay về mặt thiết kế, bên iPhone nó có cái gì đó nó cân bằng, nó hoàn thiện và nó gọi là nó quen thuộc hơn một chút, cầm cảm giác viền cong thoải mái tay hơn này, mình vuốt nó rất là thoải mái. Còn với bên P40 Pro, ở dòng P của Huawei thì họ luôn là đưa vào đây những cái công nghệ cũng như là những cái tính đột phá mới nhất. Còn về thiết kế, luôn là hướng theo hướng thiết kế thời trang. Cầm máy này trên tay thì mình thấy có một cái điểm trừ nho nhỏ so với thế hệ trước, đó là cái nốt ruồi hơi to và đặt lệch sang bên trái. Thật sự nốt ruồi này khá to. Chúng ta thì có thể ẩn ở trong phần cài đặt, đấy là bỏ cái nốt ruồi đi và chỉ còn là một cái dải đen ở phía trên thôi. Nhưng mà vì cái độ to của nốt ruồi này cho nên là khi làm như vậy thì màn hình nó đã tối đi tương đối nhiều. Màn hình của P40 Pro lần này thì không quá là cong, giống kiểu màn hình thác nước trên Mate 30 Pro. Trên iPhone thì cũng hơi hơi cong cong như vậy. Các cái nút ở trên P40 Pro thì hoàn toàn là đặt ở bên tay phải, thì mình có thể là dùng một tay, dùng ngón cái và với cũng tương đối là dễ dàng với bàn tay to như mình. Bên Pro Max thì đây, nút nguồn là bên phải, còn bên trái chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng và cái khe gạt âm lượng ở đây. Thiết kế của cả hai sản phẩm này thì đều có cái mặt lưng dạng hơi Mate một chút. Tuy nhiên là cả hai chiếc điện thoại thì đều bám mồ hôi và dấu vân tay, không bám như là mặt lưng kính bóng, nhưng mà nói chung là với cái tay mà hơi nhiều mồ hôi như mình cầm vào thì vẫn có. Tất nhiên chúng ta sẽ có được tặng một cái ốp lưng khi mua P40 Pro. Còn với 11 Pro Max thì các bạn cứ mơ đi, khi nào Apple tặng thì lúc đấy mình sẽ làm video sau. Còn bây giờ thì chúng ta cứ có một cái máy trần như thế này thôi. Cũng camera cũng là một cái điểm lớn về mặt thiết kế ở mặt lưng. Với 11 Pro Max lúc ra mắt thì nó thật là nó xấu xấu kinh tả đi được. Đây, nhất là cái màu vàng này trông cảm giác mình thấy ghê luôn. Bởi vì là nó là trân châu, cái gì nhỉ? Sữa tươi trân châu đường đen à. Nhưng mà khi mà ra mắt những cái chiếc điện thoại tiếp theo từ Samsung rồi đến các chiếc điện thoại của Trung Quốc, như ở đây chúng ta có P40 Pro, thì mình bắt đầu thấy nói chung là đây là cái trend rồi và chúng ta phải chấp nhận thôi. Còn với P40 Pro, chúng ta có một cái cụm camera to, dày, công nhận là như vậy. Đây là quad camera nhé, 4 camera. Rồi đi sâu hơn về mặt trải nghiệm bên trong màn hình. Màn hình của P40 Pro năm nay thì là Full HD cộng cộng cộng. Mình đoán như vậy bởi vì độ phân giải của nó là 1200x2640. Với 11 Pro Max thì nó cũng kiểu như vậy. Đó, chi tiết hơn thì là 1242x2688 pixels. Cả hai cái tấm màn này thì đều có cái chất lượng hiển thị tốt. Tuy nhiên là P40 Pro nó có một cái điểm mạnh là hỗ trợ tần số quét 90Hz. Chi tiết hơn về trải nghiệm thì anh em có thể nhìn cùng mình ở đây. Anh em cứ lưu ý là khi quay qua camera thì có thể là trên màn hình của anh em khác nữa, thì nhìn màu sắc nó khác. Còn với cá nhân mình ở ngoài thực tế, mình thấy rằng P40 Pro, mình đang để chế độ bình thường nhá, chưa phải chế độ sinh động, thì P40 Pro nó có một cái gì đó nó gắt, nó sáng, nó có cái sự nó tương phản mạnh mẽ hơn ở đây. Giải nhạy sáng và giải tương phản ở trên cả hai chiếc máy này, màn hình của nó đều là rất là tốt. Tuy nhiên là ở bên P40 Pro thì nó hướng theo cái kiểu là nó nịnh mắt hơn, nó gai, nó góc và nó lên nhiều chi tiết hơn một chút. Còn đi sâu hơn vào chi tiết về những cái công nghệ thì cả hai tấm màn này đều hỗ trợ rất là nhiều công nghệ, như là bên 11 Pro Max thì có Dolby Vision, có Chu Tông vân vân. Bên P40 Pro thì có DCP3, rồi có cả HDR10 các kiểu. Nói chung là cái này về thông số thì mình cứ đọc cho anh em, còn trải nghiệm thì anh em cũng đã cùng trải nghiệm với mình rồi đấy. Thì mình vẫn luôn là có ấn tượng với bên P40 Pro hơn. 11 Pro Max nó hơi theo hướng an toàn cho chúng ta một chút, đôi khi là nhìn lâu thì nó bị chán. Về trải nghiệm trong các cái app thì vuốt ở trên P40 Pro nó rất là mượt mà, vuốt thích. Đó, bởi vì là đơn giản là 90Hz mà, vuốt cảm giác nó thích lắm. Còn quay lại với cái chiếc máy này, về cấu hình thì sao? P40 Pro đang chạy là Kirin 990 5G. Còn 11 Pro Max rất tiếc là điện thoại flagship của cuối năm 2019 rồi, nhưng mà lại vẫn chỉ hỗ trợ 4G LTE các kiểu thôi. Còn chip thì là A13 Bionic. Hiệu năng của cả chiếc máy này thì chắc là mình sẽ hẹn anh em test sau. Nhưng mà tất nhiên
theo truyền thống thì mình nghĩ rằng là Kirin 990 ở trên P40 Pro nó không có một cái sự gì gọi là yếu đuối đây cả. Thậm chí là nó sánh ngang với Snapdragon 865, sánh ngang với A13 và có thể là nhỉnh hơn. Bởi vì Huawei họ cũng được như Apple là họ có tối ưu về riêng con chip, về riêng phần mềm do họ tự sản xuất. Và những cái con chip kiểu vậy hỗ trợ về thời lượng pin, hỗ trợ về hiệu năng rất là tốt. Do vậy thì khi đọc đến thời lượng pin thì có lẽ anh em sẽ thấy không thực sự ấn tượng với cả hai chiếc máy này. iPhone 11 Pro Max là gần 4.000 mAh, còn với P40 Pro thì cũng chỉ là 4.200 mAh mà thôi. Tuy nhiên, như mình đã nói, các bạn cứ lưu ý thông số đọc như vậy, còn về trải nghiệm thực tế thì mình sẽ test sau cho anh em. Và đó là sơ sơ về thiết kế, về trải nghiệm màn hình của hai chiếc điện thoại này. Và mình nghĩ rằng với tất cả những chiếc flagship của năm 2020 thì sẽ chỉ còn một điểm nữa mà anh em cần chú ý thôi. Đó chính là về camera, về trải nghiệm của cái cụm camera trên P40 Pro hay là iPhone 11 Pro Max thì mình đều nói rằng là rất tốt. Cái việc trải nghiệm zoom đổi giữa các camera trên P40 Pro mình thấy rằng nó có tốt hơn cả thế hệ trước là P30 Pro và thậm chí là về mặt nào đó là nhỉnh hơn cả Mate 30 Pro rồi. Máy thì hỗ trợ 4 camera như mình đã nói và zoom tối đa là 50x, có zoom hybrid là 10x. Còn với 11 Pro Max, đáng tiếc là chúng ta chỉ có hỗ trợ zoom camera zoom là 2x và zoom tối đa là lên 10x thôi. Do đó cái chất lượng ảnh ở 10x thì anh em có lẽ cũng đều đã biết là nói về mặt zoom thì nó gần như là thua thiệt hoàn toàn so với P40 Pro. Tuy nhiên, với những cái ảnh chụp điều kiện bình thường thì sao? Thì mình thấy rằng bức ảnh ở trên cả hai chiếc máy đều lên chi tiết tốt. Nói chung là flagship rồi, không còn gì nhiều để nói ở cái chế độ này nữa. Tuy nhiên có một điểm mình nhận ra, đấy là cảm biến chính RGB ở trên P40 Pro nó vẫn cho một cái hiện tượng là bị sai màu. Pro Max nó vốn là bị ánh vàng rồi, nhưng mà trên P40 Pro thì nó có ánh vàng hơn cơ. Anh em cứ lưu ý về cái việc này. Quay video thì có lẽ là mình sẽ để đây anh em cùng xem, bởi vì cả hai chiếc máy này đều, như mình đã nhắc, là có một cái điểm khá là mạnh về mặt ghi âm nữa. Anh em nhớ theo dõi về chi tiết cũng như là về âm thanh nhá. Bây giờ thì là camera góc chính đang quay ở 4K 30fps ngược nắng, trời golden hour màu khá đẹp. Để sẽ đi thử đi bộ nhá, xem nó zoom như thế nào. Dòng Huawei thì thường là mình đánh giá cao về chụp ảnh hơn là quay video, bởi vì thực sự cái cảm biến lớn của nó chụp tối rất là tốt, rồi chụp xóa phông các kiểu xịn sò, nhưng mà không có nghĩa là video của nó quay tệ. Và năm nay thì thấy rằng khả năng chống rung ở trên P30 Pro, P40 Pro trên camera thấy có vẻ khá là ổn. Sẽ thử lia máy một chút nhá. Anh em đặc biệt là chú ý lắng nghe tiếng mic xem là âm thanh ở trên chiếc máy nào tốt hơn. Vâng, và đó là mình đã điểm qua cho anh em những cái điểm khác nhau nhiều nhất ở trên hai thiết bị này. Nhưng mà anh em cứ lưu ý là về mặt giá bán thì P40 Pro hiện tại đang có chương trình pre-order tại Sephora's. Còn 11 Pro Max này thì hiện tại là hơn 29 triệu tại Sephora's cơ. Hàng chính hãng VNA, yên tâm để bảo hành thì anh em cứ click vào link ở dưới phần mô tả video. Và nếu anh em đang còn ngần ngại một chút trong cái thời điểm dịch bệnh này thì đừng lo, chúng ta đang có chương trình Covid gây khó, có Sephora's lo. Ở mua sắm online, anh em có thể là mua online và nhận đặt hàng tại nhà, có người mang máy đến, có thanh toán COD cũng như là máy quẹt thẻ để anh em thanh toán tại nhà luôn. Còn khác biệt nhiều nhất của hai chiếc điện thoại này là gì? Thứ nhất, thiết kế P40 Pro viền mỏng hơn, nhìn thời trang hơn, cụm camera lồi và to hơn. Tuy nhiên, mặt trước thì cái cụm nốt ruồi này nó lại hơi lệch và nó hơi khiến mình gai gai một chút. Về iPhone 11 Pro Max, cân đối, cân bằng, viền, cầm vuốt thoải mái hơn, không bị quá la sắc cạnh như bên này. Đi sâu hơn vào bên trong, về màn hình, P40 Pro tốt hơn, mượt hơn, thích hơn. Về trải nghiệm sử dụng camera, P40 Pro đa nhiệm hơn, hỗ trợ cực nhiều các chế độ từ chuyên nghiệp, từ xóa phông, khẩu độ, rồi những chế độ dưới nước, vân vân mây mây. Chụp ảnh cho ra, tuy nhiên trong điều kiện đủ sáng bình thường thì màu nó lại hơi bị sai một chút so với iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max nó chỉ mạnh về độ chân thực, về khả năng chỉnh sửa ảnh sau này hay là quay video thì cái việc giữ đúng màu của nó tốt hơn một chút thôi. Còn lại thì không nhiều chế độ giống như là P40 Pro. Rồi, anh em nghĩ gì về hai chiếc điện thoại này? Đừng quên để lại comment ở bên dưới. Và bây giờ nếu các bạn đang dùng 11 Pro hay 11 Pro Max rồi, các bạn có sẵn sàng đổi sang không? Mình thì dạo này mình đang dùng 11 Pro và mình bắt đầu hơi chán với những chiếc điện thoại của iPhone rồi. Có lẽ là nếu mà sếp cho tiền thì mình sẽ đổi, còn sếp không cho tiền thì mình sẽ cướp của sếp. Đấy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.